Thưa quý vị, một thông tin liên quan tới thị trường đất nông nghiệp đang gây xôn xao dư luận gần đây. Các hộ gia đình cá nhân đang sở hữu hơn 111.000 ha đất nông nghiệp ở 9 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tác động nếu bảng giá điều chỉnh được áp dụng. Thông tin được nêu tại hội nghị tham vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về bảng giá đất điều chỉnh theo luật đất đai năm 2024, chiều ngày 20 tháng 8. Theo dự thảo bảng giá điều chỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, giá đất tại nhiều địa bàn có xu hướng tăng trung bình 5 đến 10 lần, một số địa phương thuộc khu vực ngoại thành và vùng ven dự kiến điều chỉnh 15 đến 50 lần so với hiện tại. Nhiều đại biểu cho rằng bảng giá đất điều chỉnh tăng quá cao sẽ tác động đến người dân muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt các huyện ngoại thành. Theo đại diện Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hơn 110.090 ha đất nông nghiệp ở 9 địa phương sẽ chịu tác động khi bảng giá đất điều chỉnh áp dụng. Do đó, trong báo cáo tác động, Sở Tài nguyên và Môi trường cần làm rõ số hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng, chi phí tăng lên so với trước là bao nhiêu. Còn theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, ngành chuyên môn cần làm rõ quyền lợi của người dân khi thay đổi bảng giá đất. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này sẽ tiếp thu báo cáo đánh giá tác động chi tiết về số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn nếu chuyển đổi. Sau phiên đấu giá đất tại Thanh Oai, Hà Nội đã khiến cho dư luận xôn xao vì có những thửa đất ngoại thành chúng đấu giá cả 100 triệu một mét vuông. Vào ngày 19 tháng 8, huyện Hoài Đức tiếp tục mở đấu giá 19 thửa đất tại xã Tiền Yên với mức giá khởi điểm thấp chỉ từ 7,3 triệu đồng một mét vuông, mà trải qua 9 vòng đấu giá kéo dài hơn 19 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức đã lập kỷ lục mới về thời gian đấu giá, cùng với mức giá cao gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Dù đã là đêm muộn, nhưng tại khu vực sân trong Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức vẫn còn hàng trăm nhà đầu tư đang chờ đợi để tiếp tục tham gia các phiên đấu giá tiếp theo với mong muốn có được một lô đất như mong muốn. Mọi người tranh thủ khoảng thời gian kiểm phiếu để ăn mì hộp, bánh mì, lấy sức tiếp tục tham gia đấu giá. Rất là mong muốn là hôm nay là có cơ hội để chúng chỉ cần một thửa đất ở đây với giá tốt mà thôi, nhưng mà dự kiến là cũng chưa khó có thể là có giá dưới 100 được, dưới 100 triệu một mét vuông được. Đến vòng đấu giá thứ tư và thứ năm, giá bắt đầu được trả cao, nhiều nhà đầu tư đã quyết định từ bỏ cuộc chơi. Theo người tham gia, giá khởi điểm thấp chỉ 7,3 triệu đồng một mét vuông, nên khoản tiền đặt cọc chỉ dao động từ 100 đến 172 triệu đồng, khiến giá đất bị đẩy lên cao. Việc chúng đấu giá trong trường hợp khó thanh khoản thì việc bỏ cọc cũng không mất quá nhiều chi phí. Giả dụ như 7-800 triệu tiền cọc thì người ta sẽ không dám mạo hiểm để giả cao. Còn nếu mà cái tiền cọc nó ít đi ạ, người ta có thể vứt bỏ cái cọc đó để đẩy cái giá đất ở quanh cái khu vực của mình lên trên cao thổi giá. Như vậy thì tôi cảm thấy rằng là người dân sẽ rất là khó có cơ hội để tiếp cận được với những cái miếng đất nó hợp lý. Theo tôi cái mức giá khởi điểm này như thế này là không thực tế. Bởi thực tế là mọi người giao dịch với giá cao hơn như thế này rất là nhiều. Có lẽ là nên đưa ra một cái mức giá thời điểm, khởi điểm là cao hơn. Thật sự là trong tâm của tôi rất lo lắng là mọi người đấu xong thì có đủ tiền để đóng không? Và khi nộp xong rồi mà để mua xây nhà để ở thì không hiểu là có phù hợp với họ không? Và nếu như mà để kinh doanh mua đi bán lại thì không biết bao giờ mới thu hồi được vốn. Vào lúc 4 giờ 30 phút, vòng đấu giá thứ 9 đã tìm được người trả giá cao nhất, lô LK03-12, lô góc 3 mặt tiền, có diện tích 113m2, được trả giá cao nhất là 133,3 triệu đồng một mét vuông, tương đương giá trị mảnh đất này là hơn 15 tỷ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một mét vuông, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là ô đất mà được trả giá cao nhất trong phiên đấu giá ngày hôm qua tại huyện Hoài Đức với giá 133,3 triệu đồng, gấp 18 lần so với giá khởi điểm. Một số nhận định cho rằng, bên cạnh yếu tố là nguồn cung đất nền tại Hà Nội khan hiếm, thì mức giá khởi điểm đưa ra chỉ khoảng độ 7,3 triệu đồng cho đến 8 triệu đồng là một trong những cơ hội nếu như nhà đầu cơ không sang tay được bên thứ ba thì họ sẵn sàng bỏ cọc. Vâng, thưa quý vị, như trên chúng tôi đã phản ánh liên tiếp các huyện ngoại thành của Hà Nội được mùa đấu giá đất với số tiền dự kiến thu về hàng trăm tỷ so với giá khởi điểm. Nhưng trước mức chúng đấu giá chót vót, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có xảy ra tình trạng bỏ cọc, tạo sóng, đẩy giá đất hay không?
Đây là những hình ảnh tại khu vực được đấu giá tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, nhà đầu tư đã chia sẻ trúng được một lô đất với mức trúng thấp nhất và may mắn bán tranh được 200 triệu đồng. Những lô còn lại thì lại đang rất khó thanh khoản. Ý là trong nóng nhất, sau 2 ngày thì anh mới bán được lô đấy. Còn hiện nay bây giờ thị trường là đang chững lại? Hiện tại thị trường bây giờ là nó như thế này, nó đang bị ảm đạm rồi. Ý là gây sóng rồi đấy. Căn bản là giá cao quá, cái mức thực tế dân nó cái này là vấn đề nhỉ? Dân nó chưa chịu được cái đấy, ý là cái giá đó họ chưa chấp nhận được cái giá đấy nữa. Cho nên là họ không mua, và chỉ có các nhà đầu tư mua với nhau thôi. Một số nhà đầu tư cho biết, từ nay tới hạn cuối nộp toàn bộ tiền cho thửa đất chúng đấu giá, sẽ ôm hàng, tìm cách đẩy hàng, có thể chuyển ngang, không lãi và thậm chí nếu không chuyển được, sẵn sàng mất tiền cọc. Hiểu rằng đây là một cách thức gọi là tăng giá để bắn thông điệp cho những người xung quanh đến để mua những cái vùng xung quanh. Mà thực ra là cái nhóm đầu cơ này là người ta đã sở hữu từ trước, người ta âm thầm ta mua từ trước rồi. Và khi các người mua mà không để ý thì ta đặt tiền, ta mua bao nhiêu là họ cũng lãi rất nhiều ở đấy chứ. Và họ bỏ luôn cái đặt cọc đi. Và như vậy là cái cách thức đấy là nó hủy hoại thị trường rất ghê gớm. Hiện tượng trả giá cao, thổi giá nhằm đẩy giá những lô đất khác để hưởng chênh lệch, rồi bỏ cọc những lô trúng giá cao chót vót không còn xa lạ. Hiện tượng này đã từng gây ra nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản. Các chuyên gia cũng nhận định chính các nhà đầu tư cũng không nên tự tham gia tạo sóng rồi chịu rủi ro gãy sóng. Các nhà đầu tư cũng hết sức cẩn trọng để mà khi mà tham gia các cái cuộc đấu thầu đấu giá, chúng ta cũng nên xác định cái giá trị thị trường và cái sự tính toán của chúng ta phải hết sức cẩn trọng để mà chúng ta cũng tránh là tham gia vào cái việc nó đẩy giá bất động sản lên quá mạnh, và khi đó thì đương nhiên nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy không tốt cho những cái hoạt động đầu tư theo cách ổn định bền vững. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản mới được thông qua vào tháng 6 vừa qua, người bỏ cọc đấu giá thì sẽ bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Tuy nhiên, luật này phải chờ tới đầu năm 2025 mới có hiệu lực thi hành. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, việc đấu giá vùng ven đô do các huyện thực hiện có giá cao ngất ngưỡng so với mặt bằng giá chung của thị trường, thậm chí là có nơi cao giá gấp từ 2 cho đến 3 lần so với giá thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết là hiện sở đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi kích sóng thổi giá đất nền. Trước đó, ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Có 1.252 hộ nộp hồ sơ vào tham gia đấu giá. Gần đây nhất là phiên đấu giá đất tại xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau hơn 18 giờ đấu giá, hơn chục thửa đất đã trúng với mức trên 100 triệu đồng một mét vuông, trong đó lô cao nhất là 133,3 triệu một mét vuông. Mức này được nhiều nhà đầu tư, chuyên gia nhận xét vượt giá trị thực so với các lô đất cùng khu vực. Trước đó, phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai tại huyện Đan Phượng cũng bất ngờ gây sốt khi có tới 7.000 bộ hồ sơ do khoảng 1.600 người nộp vào tham gia trả giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông, lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng một mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng cao gấp 5 đến 8 lần. Theo các chuyên gia, những bất hợp lý trong các phiên đấu giá đất vừa qua tại Hà Nội, nhất là giá trúng quá cao có thể dẫn tới hiệu ứng người dân sở hữu đất gần khu vực đấu giá sẽ đẩy giá bán tài sản của mình lên theo. Giá trúng thầu cao đột biến còn có thể tạo xu hướng đầu cơ đất đai khi có thêm nhiều người đổ đi mua với kỳ vọng tiếp tục kiếm lời từ làn sóng này. Dòng tiền thay vì được lưu thông trong các hoạt động kinh tế khác lại đổ dồn và ứ đọng trong đất. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, năm nay Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã tổ chức triển lãm thủy sản quốc tế VietFeed với quy mô rộng hơn, nhiều điểm mới và sáng tạo hơn, khi 496 gian hàng đã trưng bày hàng trăm sản phẩm xuất khẩu chủ lực như thủy sản đông lạnh, tươi sống, hàng đóng hộp, đồ khô, nước mắm để giới thiệu đến khách tham quan. Đặc biệt là với sự tham gia của 15 quốc gia như là Ấn Độ,
Nga, Indonesia, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến nhiều những cơ hội hợp tác giao thương cho thủy sản Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp thủy sản đã mang đến việc FIST 2024 nhiều sản phẩm chất lượng nhằm giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước, với hy vọng được kết nối, giao thương, ký kết các hợp đồng mua bán, cung ứng sản phẩm thủy sản, cũng như có những hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản, tạo ra những kết nối giá trị bền vững để khẳng định được chất lượng, vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Đem tới hội chợ lần này là những sản phẩm về tôm sú nguyên con, tôm sú hấp nguyên con, tôm bóc vỏ và tôm bóc vỏ hấp tiếp cận với tất cả các khách hàng quốc tế từ khắp nơi các nước trên thế giới mà có nhu cầu về thủy sản, tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Mang đến sản phẩm của mình đến các công ty lớn, các công ty chế biến, các công ty phân phối, và chúng tôi nghĩ rằng là thị trường Việt Nam là một cái thị trường rất là tiềm năng. Do vậy là chúng tôi đã đến và tham gia triển lãm về FIST. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, việc FIST 2024 mở rộng quy mô triển lãm thêm 4.000 m2 nữa để đáp ứng yêu cầu tham gia trưng bày, quảng bá của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành hàng thủy sản. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên việc FIST đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm thủy sản cho thị trường nội địa với các khu vực ẩm thực Việt. Việc FIST muốn mở thêm cái thị trường nội địa và có thêm những cái gian hàng cũng như cái cooking show ở trong cái hội chợ để làm sao đưa cái sản phẩm xuất khẩu về cho những người tiêu dùng với cái giá cả hợp lý và cái chất lượng của chất lượng xuất khẩu. Đây là cơ hội để đến để tiếp cận với lại cái nhà sản xuất để chúng ta cung ứng cho thị trường nội địa những cái sản phẩm tốt nhất, sản phẩm ngon nhất, bổ dưỡng nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng trong nước. Với chủ đề thủy sản xuất khẩu cho người Việt, trong 3 ngày diễn ra, việc FIST 2024 tham vọng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống F&B đầy tiềm năng của Việt Nam, đồng thời trở thành một kênh quảng bá hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu ẩm thực đa dạng của thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng tiếp cận rất nhanh với sự thay đổi tiêu dùng trên thế giới. Tiếp tục sẽ là thông tin về chính sách và đời sống xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 81 ngày 20 tháng 8 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc có phương án đảm bảo năng lực chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Về xe đưa đón học sinh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga, phối hợp với cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo, chỉ đạo ra soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ban đại diện học sinh, nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ chiều hôm qua ngày 19 tháng 8 là thời hạn cuối cùng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các trường đại học trên cả nước công bố xét chuẩn điểm xét tuyển đại học đợt 1 năm 2024. Điểm chuẩn của khối C00 tăng lên mạnh, sức cạnh tranh các ngành và trường có uy tín chất lượng ngày càng rõ nét hơn. Trong đó thì sư phạm, báo chí tiếp tục là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay. Có trường hợp thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1 khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 trên toàn quốc là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với điểm chuẩn là 29,30 trên 30 điểm. Trung bình thí sinh phải đạt gần 9,8 điểm một môn thi mới trúng tuyển. Đối với ngành Sư phạm Lịch sử, thí sinh vừa phải đạt điểm 29,30, vừa phải đặt nguyện vọng 1 mới trúng tuyển.
Các ngành còn lại cũng rất cao như sư phạm địa lý có điểm chuẩn là 29,05, giáo dục quốc phòng và an ninh 28,26 điểm, giáo dục đặc biệt 28,37 điểm. Điều này đặt ra thực tế là có thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1 khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Theo hiệu trưởng trường đại học này thì điểm cao mà vẫn trượt nguyện vọng 1 thì cũng là một điều bình thường, bởi tuyển sinh đại học tuyển người có năng lực và sẽ chọn từ trên xuống dưới. Nhiều người ở top trên rồi thì người ở top dưới sẽ bị mất cơ hội. Chúng ta hình dung là chỉ tiêu thì có hạn, số tăng đông như vậy là sẽ chỉ có những bạn top trên thôi thì mới có đủ điểm để vào. Là Sư phạm Hà Nội thì theo cái quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo có cái tuyển thẳng của những học sinh đạt giỏi quốc gia. Chúng ta biết là năm vừa rồi thì Đại học Sư phạm Hà Nội có cỡ khoảng 300 học sinh giỏi quốc gia đăng ký vào các ngành. Tại trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, mức điểm chuẩn của các ngành sư phạm cũng dao động từ 26,58 đến 28,89 điểm. Không chỉ ở nhóm ngành sư phạm, khối ngành báo chí cũng có điểm chuẩn tăng vọt. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành báo chí có điểm chuẩn đứng đầu bảng với 29,03 điểm khối C00. Thấp hơn không đáng kể, ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng lấy đến 28,8 điểm ở khối này. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, năm nay điểm chuẩn của các ngành đào tạo khác cũng đều tăng so với năm 2023. Đối với ngành báo chí, năm nay điểm chuẩn cũng tăng rất cao, số lượng thí sinh đăng ký có sự gọi là thay đổi vượt bậc so với năm ngoái. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian hoàn thành xác nhận nhập học chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8. Đến thời điểm này là các em cần phải xác nhận trúng tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu các em bỏ qua bước này thì cũng có nghĩa là từ chối cái cơ hội nhập học vào trường đại học mà mình đã trúng tuyển. Do vậy các em cần phải lưu ý tiến hành các cái khâu trong quy trình trực tuyến từ đầu cho đến cuối, cho đến khi kết thúc quy trình để hệ thống xác nhận là em đã xác nhận nhập học thành công. Những thí sinh chưa trúng tuyển đúng nguyện vọng mong muốn ở đợt 1 có thể tiếp tục nghiên cứu đề án tuyển sinh của các trường, có kế hoạch tuyển sinh ở những đợt tiếp theo. Theo kế hoạch thì các trường có quyền tuyển sinh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Hiện một số trường cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 để giúp các thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào những nguyện vọng mong muốn.